Đến vườn xoài của chuyên gia khắc chữ trên xoài Huỳnh Thanh Khoa ở ấp Tân Phát, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mới thấy hàng ngàn quả trĩu trên cành. Dịp Tết này, anh Khoa đã tìm ra cách làm mới để cho ra xoài độc lạ phục vụ người tiêu dùng. Giống xoài anh Khoa trồng chủ yếu là xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc và xoài Đài Loan. Anh còn áp dụng mô hình trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp cho năng suất cao, ổn định, lợi nhuận 50 đến 70 triệu đồng một năm. Không dừng lại ở việc trồng xoài Việt Gáp, với niềm đam mê, ham học hỏi đã thôi thúc anh Khoa sáng tạo ra loại sản phẩm mới phục vụ nhu cầu người tiêu dùng, đó là khắc chữ thư pháp với ý nghĩa cầu chúc tốt lành lên trái xoài để bán trong dịp Tết. Bây giờ anh có hai mẫu chữ, một là chữ xuân mới phát tài, chữ đôi, tức là chữ xuân mới vô trái, rồi chữ phát tài vô trái. Còn thí dụ ai muốn thích chữ chiết, thí dụ như phúc lộc thọ, thì nó lẻ là một trái một chữ. Thấy không? Thì trong vòng 15 ngày mở cái bao này ra là cái chỗ chữ, chỗ phần cắt chống nè, nó quang học ánh sáng á, nó sẽ lên xanh lại, nó trả lại cái da màu xanh. Đó. Đây nè, ở đây này. Đây là nãy đằng đó xuân mới, ở đây là phát tài. Rồi kia vạn sự, đây là như ý. Rồi phúc lộc thọ nữa, phúc lộc nãy chứ lộc ở chỗ này chữ phúc nè, rồi chữ thọ. Việc sản xuất xoài có chữ thư pháp rất khó vì đòi hỏi sự kiên nhẫn, cẩn thận và chịu ảnh hưởng rất lớn vào thời tiết, phải biết chọn thời điểm để có thể bào trái thích hợp. Làm cái này thì nào ngay nó cũng cực, nó cực dữ lắm, tức là làm hai ba công đoạn, trái xài mình đã làm ở dưới đất, mình đứng làm vậy thì nó dễ. Mà khi bắt thang leo lên mấy trái cao cho nó, trời ơi, làm đứng mỏi giò, nhức mình dữ lắm chứ không phải chuyện thường. Mà quân bình một người làm được chừng cỡ vài chục trái xài trong một ngày, chứ đâu có làm được nhiều đâu. Người nào làm giỏi, thí dụ như anh làm được 5-70 trái, cả 100 trái, chứ còn mấy người mà mới sau này làm không bao giờ được. Bên cạnh đó, xoài khắc chữ thư pháp đòi hỏi nhiều yếu tố và rủi ro cao. Mỗi trái xoài mang một chữ trong một bộ chữ thư pháp. Nếu trong bộ trái mang các chữ thư pháp bị mất một trái thì coi như bỏ cả bộ. Theo anh Khoa, chữ in trên trái xoài của anh là chữ thư pháp mới, trông rất bay bướm, mềm mại. Sản phẩm này được chăm sóc rất cẩn thận nên da trái xoài luôn bóng, không trầy xước. Thì năm nay thì nó có nhiều bộ chữ thư pháp. Mà cái chữ thư pháp cũ năm ngoái á, thì cái đó là chữ thư pháp thường, nhờ cái chữ nó cứng, nó không có mềm mại. Cho nên năm nay anh em mới thiết kế là cái bộ chữ là thư pháp viết bằng cọ, vẽ bằng cọ. Thì cái chữ nó sẽ đẹp hơn, nó mềm mại hơn, nó bay bướm hơn. Theo cái sự yêu cầu của khách hàng, hồi năm ngoái có đặt cho tôi là mấy chục trái là cái hình bản đồ nước Việt Nam có đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì năm ngoái làm cũng rất là đạt. Thì năm nay sẽ dự kiến làm khoảng 100 trái là hình bản đồ có đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là theo cái yêu cầu của khách hàng, mà bản đồ rất đẹp. Thay vì 300.000 đồng cho một trái xoài in một chữ như năm trước, thì Tết Nguyên Đán năm nay chỉ còn 200.000 đồng một trái. Riêng sản phẩm in hai chữ trở lên trên cùng một trái hoặc in bản đồ Việt Nam sẽ có mức giá là 300.000 đồng. Quy mô 8.000 m2 xoài khắc chữ thư pháp đã giúp gia đình anh Khoa thu lợi nhuận hơn 200 triệu đồng một vụ xoài Tết.